Em chào các bác nhé. Hiện tại đang là phiên trưa của ngày mùng 6 tháng 7 năm 2020. Trưa nay thì em lại tiếp tục lên xả cái hàng Koki có nụ này. Cái số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng bên em đều không bao ship nhá. Phí ship đồng giá là 35.000 một đơn hàng ạ. Đây, mở đầu cái video của ngày hôm nay thì em sẽ lên báo giá một ít những cái giò Koki hàng thuần 100% đều đang có nụ nha các bác nhá. Đây, mã hàng em sẽ đánh mã từ K1 trở đi ạ. Cái Koki này về thì thực chất là nó là cái hàng dễ gió, cho nên là nó cũng không cần phải giá thể mà nó vẫn sống bình thường nhá mọi người nhá. Đây này, cái này nhà em không ghép vào giá thể mà dễ, nó vẫn ra bình thường nhá. Cái mã K1 này của nhà em này 1,9 triệu nhá. Cái bụi này 1,9 triệu này. Hàng đang có nụ nhá. Đây, hai vòi hoa này, ba này. Đây, đến thoáng qua đây là có ba vòi hoa rồi. Cái mã này thì toàn là ngọn dài ngọn to thôi. 1,9 triệu K1 nhá các bác nhá. Cái hàng này về mọi người tách ra, mọi người ghép riêng lẻ cũng được ạ. Quá rẻ luôn này. Bụi toàn ngọn to nhá, siêu to khổng lồ nhá. Đây mọi người nhìn dễ này, nó ra này. Tiếp theo sang cái mã K2 này. Mã K2 này là ghép sẵn vào lũa này, 700k nhá. 700k em này này. Có một vòi hoa này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 ngọn nhá. Em đến đây là có 5 thân rồi này. 700k con này nhá. K3 này. 1,3 triệu này. Trời ơi, ngọn to này. To đẹp luôn nhá. Cái Koki này thì nó cực kỳ là thơm luôn nhá các bác nhá. Đây, mặt hoa thực tế luôn này. Cái bông này nó nở rồi, thơm lắm mà bền, rất là bền hoa. Mọi người phải chơi được khoảng tầm 1 tháng rưỡi, 2 tháng là chuyện bình thường nhá. Và đặc biệt là cái Koki này nó nở quanh năm. Nở quanh năm nhá các bác nhá. Có thể là cái ngọn này này nó ra hoa cái tầm này. Cái ngọn này thì cái tháng này nó chưa ra nhá. Có thể là sang tháng sau hoặc là những cái tháng giáp Tết nó vẫn cứ ra hoa nhá. Đấy, đấy là cái điều đặc biệt của Koki ạ. Nở rải rác quanh năm. K4 này, 1,2 triệu này. Đó, úi dồi ôi. Thật sự luôn, thật sự mà nói này, bông to này. Cái mã này, cái màu hoa của nó cực kỳ là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn tươi chưa, tươi bông chưa. Màu sắc nó tươi tắn ấy ạ, chứ nó không xịt. Đây này. Cái này của nó là màu đỏ tím, màu tím đỏ ạ. K4 1,2 triệu nhá các bác nhá. Đây, ghép lũa rồi. Cái lũa này của nhà em nó rất là chắc chắn luôn này này. Thớt này. K5 này, 2 triệu này, 2 triệu một bụi nhá. Bụi siêu to khổng lồ này. Đây. Vì cái này nó không phải là một dề nguyên bản đấy mọi người, cho nên là không nhất thiết là hoa nó phải ra cùng một lúc, cùng một thời điểm nhá. Có những cái cành, có những cái ngọn thì là hoa nó ra tháng này, nhưng mà có những cái ngọn thì nó sẽ ra ở những tháng khác nhá. Vì là nó không cùng một bụi ạ, không cùng một dề. 2 triệu giờ này nhá. Tiếp theo sang K6 này. 850 này. Đây, mọi người nhìn cái ngọn này, dài chưa? Gần 1 mét đấy ạ. Đang có một vòi hoa này. Hoa này của nó cực kỳ là sai bông nhá. Bông to mà sai bông lắm. Số 7 này, 1,8 triệu nhá. Đây, con này 1,8 triệu này. Đây, nụ này. Đây, mọi người nhìn này. Đậm luôn nhá. Đỏ tím đậm luôn ạ. Đó.
Có thể là trên video em quay nó không được chi tiết ạ. Nếu mà mọi người mà mua hàng thì mọi người cứ bảo em để em quay chi tiết, em gửi qua video cho mọi người nhá. Gửi qua Zalo ạ, nhầm ạ, gửi qua video. Em sẽ gửi qua video cho các bác cho nó chi tiết hơn. Số 8 này, 1,6 triệu con này này. Một mẹ. Có nghĩa là cái này nó có 4 thân. 4 thân nhá, 4 ngọn đây. Đấy. Ngọn già nhá, ngọn già này tương đối thẳng ạ. Thường thường thì mọi người cũng biết là những cái cây ạ mà ngọn nó dài thì thường thường nó sẽ không được thẳng đâu, nó sẽ hơi cong theo hướng mặt trời đấy ạ. Nhưng con này của nhà em nó tương đối thẳng này. Hiện tại đang có sẵn là 4-5 vòi hoa nhá. Đây. Nụ này là nụ mới chớm thôi. Hải yến hoa hè nhá cả nhà nhá. Hàng đang có nụ này. Một cây hải yến như này em bán với giá là 130.000 chưa có phí ship, và em ship từ 2 cây trở lên ạ. Đây, hải yến nó là một cái dòng cây cho hoa chỉ thiên này. Mặt hoa thực tế luôn nhá cả nhà nhá. Cái bông hoa này là nó sắp tàn rồi. Sắp tàn rồi. Mà nhìn nó còn đẹp cái này này. Cái bông hoa nó mới nở nhá cả nhà nhá, mới nở này. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Một cái dòng hoa rất là phù hợp với cái thời tiết mùa hè nhá. Mùa hè nhìn cái màu hoa này nó rất là mát mắt dễ chịu này. Đây. Cây nhỏ nhá, nhưng mà cái vòi hoa của nó cũng tương đối là dày ấy ạ. Tương đối là dày. 100% hàng đang có nụ nhá các bác nhá. Đây này. Đó, nụ này. Cái hàng này thì nó là cái hàng thuần rồi, hàng dễ gió, hàng thuần rồi, cho nên là về mọi người treo lên như thế này cũng được. Treo lên như thế này mọi người chơi cũng được nhá, hoặc là các bác sang chậu. Sang chậu thì thường thường là một cái chậu to ấy ạ, người ta sẽ ghép khoảng tầm 3 đến 5 cây hải yến này nhá. Để nó ra một cái giỏ hoa nó đầy đặn. Đây, cái bông hoa nó nở tại nhà em này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. 130k một em nhá các bác nhá. Phi điệp hoa sổ số cả nhà nhá. Đây, cái dòng này mọi người mua về quay sổ số biết đâu lại trúng ngay con 5 cành trắng nhá. Một bảng phi điệp như thế này em bán với giá là 130.000. Chưa có phí ship. Đặc biệt khi mà mọi người mua từ 2 bảng đổ lên thì giá chỉ còn là 250.000 nhá. 250.000 hai bảng ạ. Đây. Cực kỳ là nhiều ngọn luôn này. Đây, đây có sẵn một bông này. Đây, ở đây em có một bông bói này, bẹt nhá. Con này con bẹt này. Lưu ý với mọi người là cái lô hàng này của nhà em nó cực kỳ nhiều bẹt nhá. Rất là nhiều bẹt luôn. Có 130.000 một em thôi ạ. Quá rẻ luôn nhá. Mà khi mà mọi người mua hai bảng trở lên ạ thì là giá là 250.000. Đây, một bảng như thế này nhá. Tương đối là dày ngọn đấy ạ. Đây là những cái bảng mà nó ngọn nó ngắn nó nhỏ này này thì là nó nhiều ngọn nhá. Còn nhà em có những cái bảng mà ngọn nó dài. Đây em tìm những cái bảng ngọn dài này. Nhưng những cái bảng này này, ngọn nó dài này thì nó sẽ ít ngọn hơn một chút nhá. Đó. Cái này thì phụ thuộc vào sở thích của từng người. Đây, những cái bảng ngọn dài này thì một bảng nó chỉ khoảng tầm 4 đến 5 ngọn thôi ạ. Đồng giá bằng nhau hết nha mọi người nhá. Đó. Hai hoa trắng với hàng nhá cả nhà nhá. Đây, hai hoa trắng xưa này. Đợt này về được cái giò này nó nhiều ngọn hơn mà ngọn nó cũng to, nó dài hơn đấy các bác nhá. 400k một giò này. Đây em lấy cho mọi người xem cái mặt hoa này. Cái hoa hoa này thì nó cho hoa vào Tết nhá, cho hoa vào dịp Tết này. Cái dòng này thì bông của nó rất là to luôn. Thực tế mọi người nhìn nhá, trắng tuyết luôn nhá. Có hương thơm nhẹ. Trung bình một cái giò này thì nó cứ dao động khoảng tầm 5 đến 6 ngọn nhá. 5 đến 6 ngọn này. Hàng này nó là cái hàng ươm ki năm thứ 3. Đây mọi người nhìn nhá. Thực tế luôn đây. Về mọi người sang chậu thì các bác cứ cắt cái vỏ nhựa bên ngoài, mọi người giữ nguyên cái bầu bên trong cho em nhá. Đặt sang một cái chậu mới. Cái hàng này thì cũng không cần quá nhiều giá thể trồng đâu. Mọi người cho em một ít vỏ thông cho che cái rễ đi là được nhá. Đấy. Hàng hoa trắng xưa nhá. Hàng hoa Tết đây. 400k một chậu, trung bình một chậu nó sẽ dao động khoảng tầm 5 đến 6 ngọn ạ. Đây này, mọi người nhìn này, đợt này cái ngọn nó to nó dài nhá. Và đối với cái hàng thân thòng này này, khi mà các bác chăm sóc tốt và mọi người chăm sóc đúng cách nhá, thì cái chiều dài tối đa của nó sẽ đạt khoảng tầm 1m đến 1m2 nhá cả nhà nhá. Đấy.
rất là đẹp luôn. Huyết nhung đỏ, một cái dòng hoa biểu tượng cho mùa hè nhé cả nhà nhé. Đây, hàng thân thủ là Mixem này, mọi người nhìn đẹp chưa? Một cây như này em đang bán với giá là 180.000 nhá. Mặt hoa của nó đây này. Đó. Lưu ý mọi người, cái này nó là huyết nhung đỏ, nó khác hoàn toàn với cái lan phượng vĩ nhá. Cái lan phượng vĩ ạ, thì cái đầu cánh hoa này này, nó sẽ nhọn hơn và nó sẽ dài hơn nhá. Còn cái huyết nhung đỏ này, cái đầu cánh hoa nó tròn. Nó tròn hơn này, cánh nó dày hơn nhá. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, 180.000 một cây nhá. Đây này, em bỏ xuống em cho mọi người nhìn cái độ xếp của nó. Nó xếp chân rết luôn này. Đấy. Cái chiều cao trung bình một cây thì nó cứ khoảng tầm 30 đến 40 cm nhá cả nhà nhá. Cái dòng này lá của nó cực là dày luôn, cực kỳ là dày. Đặc biệt là cái dòng huyết nhung đỏ này, cái độ chịu khô hạn của nó cực kỳ tốt nhá, chịu nắng nóng cực kỳ tốt luôn. Có thể là 2 đến 3 4 ngày mọi người không tưới nước nó vẫn bình thường, nó vẫn xanh tốt nhá. Nó không có dấu hiệu héo lá hay là ủ rũ nhá. Đây mọi người nhìn này, đều tăm tắp luôn nhá. Đẹp ngất luôn. 180.000 một em nhá, chưa có phí ship ạ. Cái dòng này về mọi người sang chậu cũng được, hoặc là mọi người ghép vào lũa cũng được nhá. Nó là cái dòng rễ gió đấy ạ. Đây, mọi người nhìn cái bộ rễ của nó này. Về nhà mọi người, khi mà mọi người kiểm tra cái bộ rễ, có những cái rễ nó già rồi ạ, nó khô quắt vào rồi, thì các bác cứ cắt đi để cho nó nảy cái rễ mới ra, cho cây nó phát triển đồng đều nhá. Thanh đạm Indo của nhà em về hàng nhá cả nhà nhá. Đây, mặt hoa của thanh đạm này. Một chậu thanh đạm này thì em vẫn bán với cái giá là 350.000 một chậu, chưa có phí ship. Thanh đạm 1 năm cho 2 mùa hoa. Cái đợt hoa đầu tiên thì nó sẽ rơi vào cái vụ hè này, có nghĩa là từ cái tháng này đến tầm tháng 8 nhé mọi người nhé. Đợt hoa thứ hai là nó rơi vào thời điểm Tết âm lịch ạ. Đó. Đây, đợt này mọi người nhìn cái lá của nó được cải thiện rất là nhiều luôn nhá. Nó không được mướt mát 100%, nhưng mà nó cũng tương đối nhá. Đây này, mọi người mà thích chơi cái hoa dày, một suối hoa như này, thì mọi người ghép khoảng tầm 2 đến 3 chậu nhá, là nó sẽ cho ra một cái suối hoa như thế này. Đó. Thanh đạm hoa cực kỳ thơm, có hương thơm mát, hương thơm mát, bền, rất là bền hoa. Riêng đối với thanh đạm Indo này, mọi người phải chơi trên dưới tầm 2 tháng nhá, nó bền lắm ạ. Đây này, cứ mỗi một cái giá hành nhá, cứ mỗi một cái giá hành như thế này thì nó sẽ cho hai vòi hoa đây này, như thế này này. Cứ mỗi một giá hành là sẽ có hai vòi hoa nhá cả nhà nhá. Cái hàng này về mọi người sang chậu nó cũng rất là đơn giản. Các bác về các bác cắt cho em cái chậu nhựa bên ngoài này. Mọi người để nguyên cái bầu cây của nó bên trong nhá, mọi người đặt xem một cái chậu khác. Cây mướt mát luôn, đẹp lắm. Tầm này mầm gốc nó cũng đang phát triển rất là mạnh luôn này. Đây này mọi người nhìn mầm gốc này, nó đang lên chi chít luôn nhá. Trầm tím cánh bầu này em về hàng nhá cả nhà nhá. Đây, cái hàng này nó là cái dòng thân thủ lá mít này, thân to mập luôn nhá. Một bảng như thế này em bán là 130.000, chưa có phí ship, và em ship từ 2 bảng trở lên nhá các bác nhá. Đó. Đây, ở đây có cái mặt hoa thực tế luôn cho mọi người này. Tím đậm nhá, cái dòng này nó là màu tím đậm này. Đẹp chưa? Trầm thì nó cực kỳ là thơm rồi, tương đối sai bông nhá mọi người nhìn này. Đó. Hoa của nó cũng rất là bền nhá. Đối với hoa trầm này thì mọi người phải chơi được khoảng tầm 1 tháng nhá. Đây. Đây mọi người nhìn mầm nó lên này, siêu nhiều luôn nhá. Đấy. Có những bảng thì nó cũng vẫn đang còn nụ đây này, nhưng cái thân này này là thân hoa đây nhá, thân này là thân hoa đây.
Còn chủ yếu ạ, chủ yếu thì nó đang là thân non. Cái mầm mới, mầm mới lên ạ. Những cái mầm như này thì để sang năm cho mọi người chơi hoa nhá. Cái hàng trầm này này thì nó sẽ có lẫn cả thân già lẫn thân tơ nhá mọi người nhá. Chứ nó không có 100% là thân hoa đâu ạ. Đây này, lẫn cả thân già nhá. 130.000 một bảng. Em ship từ 2 bảng trở lên cả nhà nhá.